Xe Trung Quốc mở bán với giá chỉ 348 triệu đồng. Honda CR-V đang lo sợ bị cướp khách. Geely Bozu E-Cool với giá 348 triệu đồng, vừa được giới thiệu khiến đối thủ Honda CR-V xây sầm mặt mày. Ngày 26 tháng 4, Geely đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ C mới, mang tên Geely Bozu E-Cool. Geely Bozu E-Cool được phân phối với 4 phiên bản, cùng mức giá từ 102.800 nhân dân tệ, tương đương 348 triệu đồng. Là một chiếc xe mới thuộc dòng Bozu E của Geely, Bozu E-Cool đặc biệt nhắm đến nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi. Được định vị nằm trong cùng phân khúc với Honda CR-V, Geely Bozu E-Cool sở hữu kích thước chiều dài 4.510mm, chiều rộng 1.865mm, chiều cao 1.650mm và chiều dài cơ sở 2.701mm. Ngoài ra, nội thất có 39 chỗ chứa đồ khắp xe và thể tích cốp là 571 lít. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất là trắng, xanh dương, xanh lục và xám cũng như 2 màu nội thất là xám và be. Về ngoại hình, xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Starboard Vision của Geely, mang đến hình dáng góc cạnh và những đường nét sắc sảo. Nhìn từ bên hông, khung cửa sổ, bánh xe và ốp hông trên Geely Bozu E-Cool đều được sơn đen. Mặt trước của Geely Bozu E-Cool được trang bị lưới tản nhiệt góc cạnh lớn được trang trí với thiết kế lưới ma trận 3 chiều màu đen. Đèn pha sắc nét kết hợp cùng dải đèn LED chạy ban ngày xuyên thấu. Đuôi xe thể thao có đèn phanh trên cao sắc nét và ống xả kép ở mỗi bên. Ngoài ra, đèn hậu bao gồm 258 hạt đèn LED cũng được trang bị trên Geely Bozu E-Cool. Nội thất của Geely Bozu E-Cool được đánh giá là đơn giản với bảng đồng hồ kỹ thuật số Full LCD 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm kỹ thuật số 2K 13,2 inch tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155 và hệ thống ô tô thông minh Galaxy OS E của Geely. Nó hỗ trợ tương tác bằng giọng nói, điều khiển từ xa và hệ thống hỗ trợ lái xe cấp 2 bao gồm kiểm soát hành trình thông minh, phanh khẩn cấp tự động cho người đi bộ và giữ làn đường khẩn cấp. Các bản cập nhật OTA trong tương lai sẽ hỗ trợ các chức năng như nhận dạng khuôn mặt để khởi động động cơ và tự động điều chỉnh vị trí và cấu hình ghế ngồi. Đối thủ của Honda CR-V sử dụng khối động cơ phun xăng trực tiếp 4 xi lanh 1.5TD với công suất tối đa 133 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Thời gian tăng tốc của Geely Bozu E-Cool từ 0 đến 100 km/h chính thức của nó là 7,9 giây, với mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC là 6,29 lít 100 km.